Z, con dao của chiều Z đó là xét là đại mạch. Đại mạch này đã lá mạch đó là xét Z, Z chỗ vị trí đó mình không Z. Còn ít á là nó ngay tâm đây, tâm nó, tâm đây là ít. Đó, dao nó đụng nó sẽ đụng ở đây. Nếu mà xét ít là chỉ còn dao chạm đây. Chạm đây mình cho đang phường kính láng đây ít nha. Rồi xét cái vị trí xét ít này, Z là chỉ là còn chạm phôi thôi, chạm mạch phôi. Đây cái này chúc anh Hiếu anh chỉ anh thấy không. Rồi xét ít thì chạm phôi là khai vô nó luôn. Rồi tới em chỉ chỗ mà khai đó. Rồi xét ít này, nhất là muốn chính xác nhất á là máy này anh chạm đi, xem là anh cho nó ra cho chút ăn máy diêm, chút em làm anh coi, chạy máy diêm rồi anh xem ít rồi giá trị của ít nè, giá trị của ít cộng với cái đường kính coi, kính coi, tức là ít xem mà xét rồi ngay nào đó khi là nó về cái đường kính này, mình chạm cái đường kính này nữa là sẽ ra ngay tầm coi, đó mình đo được đó, rồi bằng ít. Cái vụ vận hành với mấy vận hành với lập trình đó nè nên cẩn thận. Mấy cái con số này mà nhập lộn cái là dở tiêu lắm. Cho nên là phải coi kỹ, không phải là nó ban vô là bởi vì cái thằng mâm cặp này nó được tính nó lớn. Khi nó chạy là nó quay ra sẽ cái moment đó, cái lực nó lớn lắm. Nếu mà nó tay vô này là cuộc chơi sau này lỡ bị gì là con dính mệt lắm. Hồi trước em bị một lần là mang bên dao luôn, bị nhập vô thiếu vô chấm chấm hả, thiếu vô chấm là nó hiểu là không, bởi vì góc tọa độ em lập trình em lấy phía sau lưng này. Khi mà nhà em nhập ra đó, ví dụ như là từ đây ra đây là 100 mà 100 em nhập mà nó không có dấu chấm á, cái nó hiểu là tôi tưởng là vô trong này nè là nó đang chỉ rồi không, mà nó chỉ ao luôn. Bây giờ sau ấy nhờ ra thấy con chính